Bạn ơi, hôm nay cuối tuần mình cũng không biết ăn cái gì các bạn. Giờ trong tủ mình có ăn cá, mình bỏ nấu cuốn cá các bạn. Bây giờ ở nhà mình có vườn rau nhỏ đó. Giờ mình ra mình cắt sả nha. Giờ mình ra mình cắt sả vô mình nấu cuốn cá cả nhà. Đó, cắt đi. Mình cắt mấy tép sả vô mình nấu cuốn cá cả nhà. Hôm nay cuối tuần mình mời cả nhà ăn cuốn cá với mình nha. Sả mình cắt thì mình mấy tiếp sả vô mình nấu cuốn cá. Bây giờ trong nhà kiến nhỏ của mình có trồng mớ cải nè các bạn. À, mình có cây cà chua nè, cà chua trái nhỏ, ngon lắm, ngọt lắm các bạn. Ba bốn tép đi, ba bốn tép đi. Đây, mình có dòng cải xanh nè, quế nè, mấy bụi bạc hà luôn. Cái này dưa leo nha các bạn. Dưa leo mình đập mấy trái rồi, làm được mấy giây giờ nó có trái rồi. Bây giờ nó vô lạnh này, trái nó cũng mới được tốt lắm. Mình có cây đậu bắp nữa. Bỏ lá cốt. Rồi mình vừa nấu bún cá nha các bạn. Mình cắt được cơm bốn tép sả bự quá. Giờ các bạn mình nấu bún cá đó. Thì mình có thằng cá đối bự các bạn. Cá ngon lắm. Tươi lắm, mình mới mặn xong nè. Đây mình có thằng cá ha. Rồi giờ đây mình có cái dĩa rau củ quả ha. Cà chua, tỏi, hạt củ hành tím. Nhưng mình phải có ngải bún nha các bạn. Ở này hành với ngò. Ở đây mình có thau rau nha. Rau rau húng cây nè. Rau húng cây nè. Đây là xà lách nha. Cắt làm hai. Đó, mình có thau rau vậy đó. Cắt làm hai để thôi. Ngang cái bếp tắt đó vậy. Thì đây mình có cái nồi nước lèo nha, mình nấu xương ở trong này nè. Mình có cái nồi nước lèo các bạn. Xong rồi bây giờ mình bắt đầu mình bỏ cá rồi vô. Rồi mời các bạn theo dõi nấu bún cá với mình nha. Các bạn ơi, giờ cái nồi nước của mình, nước lèo mình nó sôi rồi, giờ mình bỏ cái tôm khô nha. Mình có một ít tôm khô mình bỏ vô nha các bạn. Nó ngọt nước nha. Này mình nấu theo kiểu miền Tây nha các bạn. Các bạn nào ở Sài Gòn hay ở miền khác thì nấu khác nha. Này mình nấu theo gia đình của mình ăn ở miền Tây. Tại quê mình ở Gạch Giá. Gạch Giá là bún cá nổi tiếng các bạn. Thì bây giờ bên đây mình nướng khô mực nữa nè. Nướng mình đập dập ra rồi mình xé nhỏ ra mình bỏ vô trong nồi nước cho nó thơm. Bình thường là mình phải có nghệ, có củ nghệ, có củ ngải, ngải bún các bạn. Bún cá là phải có ngải bún, không thiếu được. Thì giờ mình ở bên đây, anh Út thì mình không có cái ngải bún tươi, mình mua ngải bún đông đá đó mình nấu các bạn. Nghệ thì có nghệ bột thôi chứ không có nghệ, có nghệ cũ mà mình xa chợ quá mình không mua được á. Nha, mình có cái gì mình nấu cái đó nha các bạn. Chứ mình không có nấu đồ tươi giống như ở bên Việt Nam được. Mình xa chợ đó. Đó thì giờ mình quay cho các bạn mình nấu theo kiểu miền Tây nha. Bạn giờ cái ngải bún á, mình đập cho nó dập dập gì các bạn. Xong giờ mình bỏ vô nồi nước lèo luôn. Cái nồi súp của mình á. Mình bỏ vô nồi súp cho nó ra nước thơm nha các bạn. Rồi sả mình cũng bằm. Mình dằn cho nó dập dập vậy nè. Chút nữa mình xào cho nó thơm mình đổ vô, bỏ vô trong cái nồi nước lèo của mình.
Giờ mình lấy cái này mình gấp mình bỏ vô nồi nước lèo của mình các bạn. Cho nó thơm, cho nó ra cái nước nó thơm. Rồi giờ xả đó mình cắt khúc rồi mình xào cho nó thơm, mình bỏ vô đây bỏ vô nước lèo luôn. Thì khô mực cái nãy mình xé ra mình cũng bỏ vô nồi súp này luôn nè các bạn. Cho nó ngon, nó ngọt nước các bạn. Mình có bỏ củ hành vô nữa. Cái loại nước lèo của mình nấu xương các bạn, nấu cho nó ngọt nước các bạn. Giờ mình bỏ xả lá đó mình bỏ vô cho nó thơm luôn. Rồi ngải bún mình bỏ vô, về tôm khô mình cũng bỏ vô luôn các bạn. Rồi giờ bây giờ mình đi vặn tỏi nha các bạn. Mình tỏi mình sấy tỏi sấy, mình làm tỏi sấy cho nó thơm. Rồi mình xào mình đổ vô. Bạn mình bỏ xả vô rồi mình xào cho nó thơm các bạn. Rồi mình bỏ cái tỏi kia cho nó khét đi. Mình xào cái xả cho thơm với cái nghệ mình đổ vô này rồi mình nước lèo nha. Cái gì mà nó thích của mình á. Rồi các bạn ở bên đây á, mình trong Úc này đâu có cá lóc tươi đâu. Có đồng đá mà nhà mình không có thích ăn cá lóc cái xương nhiều quá mình nha. Mình nấu bằng cá cho mình hoặc là mình nấu cá mà nó lóc cho miếng miếng đó. Ngoài cái quầy đồ bán đó các bạn hoặc là cá hâm cũng được. Bây giờ mình có cá đói mình nấu cá đói các bạn. Các bạn cà chua mình cũng xào các bạn, xào mình bỏ muối với đường các bạn, muối với đường rồi mình xào sơ sơ mình đổ vô này nó súp nha cho nó thơm các bạn. Cà chua mình xào luôn, xào cà chua nó thơm đó. Bên đây cá mình luộc rồi các bạn, chín rồi nè các bạn, nói cá ngon không. Để mình vẽ cái thịt ra, cái thịt nó ngon các bạn. Cá này nó ít xương. Mình vẽ ra từ miếng, mình xào tỏi cho nó thơm, mình đổ vô các bạn. Các bạn, cái nồi bún cá của mình hết sảy chưa? Ngon các bạn. Xào cà chua mình đổ vô rồi, bây giờ mình bỏ hành mà cái gốc hành đó các bạn. Rồi nước súp ngon lắm các bạn, thơm dễ sợ luôn á, thơm cái mùi xả nè, cái mùi nghệ nè, cái mùi ngải bún ngon lắm các bạn ơi. Các bạn mình rảnh nấu cho cả gia đình mình ăn nha, các bạn làm cho gia đình mình ăn đi, ngon lắm. Bây giờ cá đó mình uống ăn cá không thì mình ăn, còn không mấy thì mình bỏ chả thêm các bạn. Bây giờ bên đây đó mình đang hấp cái cây chả lụa các bạn, mình mua chả lụa sống về mình cuốn lại mình đang hấp nè. Rồi mình xắt ra miếng miếng mình bỏ vô cũng cá, mình bỏ thêm thôi, cái này mình muốn ăn mình bỏ thêm thôi các bạn nha, các bạn không thích thì đừng bỏ nha. Còn bên đây là nồi bún của mình, ngon lắm các bạn nha. Bây giờ xong rồi, bây giờ mình bắt cái tô, mình vẽ cá, mình bắt cái tô, mình xào tỏi, mình trộn vô cá. Cá mình xé ra rồi nha. Mình gỡ cá ra rồi nè. Cá ngon không các bạn? Mình bỏ hành phi mình trộn vô luôn rồi. Cá mình luộc với xả với nghệ nó thơm lắm, không có vị tanh. Thì mình bỏ hành phi vô thôi, tại cái cá này mình xào nữa thì nó bị bể các bạn. Rồi nha, tùy theo cá nha, nếu mà cá dai thì các bạn xào tỏi cho nó thơm, còn mà cá này nó không có được dai thì cá đói nó không có được dai lắm, nên mình gỡ ra cái mình trộn với tỏi sấy á, tỏi bằm mình sấy cho nó thơm mình bỏ vô mình trộn nha. Còn cá thì mình luộc với cái nghệ với cái xả rồi để nó thơm lắm, không có bị tanh. Rồi mời các bạn làm bún ăn với mình nha. Okay. Mình bỏ cá vô các bạn.
ăn cái bụng của nó ngon. Vô các bạn, bỏ chanh với mình bỏ rau vô nha. Rồi các bạn dùng bún cá với mình nha. Xin mời các bạn. Ngon lắm các bạn ơi. Và bún cá tuyệt vời luôn các bạn. Có rau, có bắp cải, mình trời lạnh hôm nay mình không có rau muống nha. Mình có bắp cải nha. Cái xa chợ quá mình mua giá cũng không có nữa, giờ mình ăn có gì mình ăn cái đó các bạn. Mình có chanh, có ớt nè, có dĩa rau nè. Mời các bạn ăn bún với mình nha. Mình xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin kết thúc video này, mình cảm ơn các bạn nha. Các bạn mà yêu thích thì bấm cho mình xin một like và một subscribe các bạn, để mình làm tiếp tục cái video kế tiếp nha. Xin chào các bạn. Bye bye các bạn nha.